Hello mọi người, trở lại với kênh của mình nha. Mình là Quang Linh đây. Hôm nay mình sẽ đi câu cá rô mọi người. Mình có chuẩn bị một cái tổ ong nồi dẻ nè. Nó một phần của tổ ong nồi dẻ để làm mồi câu nè. Hôm nay câu cá rất là đặc biệt nha. Cá rô này gọi là cá rô cây nha mọi người. Đó, mọi người muốn biết cá rô cây như thế nào thì mọi người cùng theo dõi mình câu dưới đây nha. Đó, dưới cái dũng nước sàn nè mọi người. Có rất là nhiều cá dưới đây nè. Và hôm nay đặc biệt là câu cá rô cây nha mọi người. Rồi, mọi người cùng theo dõi nha. Đây nè mọi người, cái tổ ong mình chuẩn bị nè. Nó ong nuôi dẻ, mà có con ong già già luôn nè mọi người thấy không? Mình mới để đằng kia, mình để dưới đất á, cái mấy con kiến nó lại nó bu nè. Đó, mình sẽ dùng mồi này câu cá rô cây nha mọi người. Mọi người theo dõi mình câu con cá rô cây như thế nào nha. Nè, mình sẽ câu với cái dũng này nè. Nó có từ chỗ này à. Đó, cái dũng rất là nhỏ luôn. Trời mưa nó đọng lại mọi người. Đó, đây nè, qua tới đây thôi nha. Người thấy không nè. Đó, ở dưới có cá ụt nữa mọi người thấy không. Nè, mình câu bằng cây cần câu tre nha mọi người. Cần câu trúc á, mình mới làm xong nè. Đó, mình làm cái phao bằng mớp nè. Đó, đây cái lưới câu đây. Rồi, bây giờ mình sẽ móc mồi vô nha. Lấy một em ong ra. Đây. Đó. Còn lành nha mọi người. Ở đây nước không được sâu đâu mọi người. Mình để cái phao từ đây tới đây là được rồi nè. Đó. Rồi. Bây giờ thả một phát đầu tiên ha. Ngay chỗ này nha mọi người. Mình phải nhử trước. Chưa có em nào ăn mọi người. Nhử lại lần nữa nha. Câu cá rô cây rất là khó mọi người. Đó, nó ăn rồi kìa. Gậy đó mọi người thấy không. Lên một em. Một em. Rồi mình tiếp tục thả một phát thứ hai nha. Chút xíu mình sẽ quay cận cảnh cái con cá rô cây như thế nào cho mọi người xem. Đó, phải nhử nó cho nó thấy nó đến nó ăn. Đó, ăn rồi mọi người. Lôi đó mọi người thấy không. Lên một em tiếp tục. Em này to nha. Tiếp tục nữa mọi người. Để chút xíu mình câu dính một em to to, cái mình quay cận cảnh cho mọi người xem con cá rô cây như thế nào nha. Đó, nó ăn rồi đó. Lên một em. Tiếp tục một em nữa mọi người. Vô mảnh rồi. Rồi tiếp tục nữa nha. Đó, mình nhử là nó gom lại. Đó, ăn luôn mọi người. Lên một em nữa mọi người. Quá tuyệt. Dính liên tục luôn nha. Rồi tiếp tục phát nữa nha mọi người. Dưới này nhiều cá lắm mọi người. Đó, bỏ xuống là nó ăn. Mình nhử là nó đến ăn à. Đó, ăn rồi để mọi người thấy không. Lên một em nữa mọi người. Rồi sảy rồi. Rồi mình tiếp tục với một em ong sữa mọi người nè. Ong này rất là ngon luôn. Ngồi bẻn nha. Xem dính em nào không. Nãy giờ sảy 2-3 em rồi. Rồi mới vừa nhử là ăn rồi mọi người. Lên một em. Rồi sảy nữa rồi. Rồi mình tiếp tục với một em ong sữa mọi người nè. Ngồi bẻn luôn nha. Giống cái dính em to nha. Đó, ăn rồi. Đó, đang lôi mọi người. Lên. Em này không sảy mọi người. Lên. Một em to. Nè mọi
mọi người xem em ong nó nho 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 ra, nó tính bò ra mọi người. Đó, em ong này già đó mọi người thấy không, ong này ong nuôi dẻ mọi người. Để cần dân chút nữa mọi người xem nè, đây nè, đó mọi người thấy nó chưa. Rồi tiếp tục mọi người, đó ăn luôn, nhìn dính lên to nha, lên một em to, em này xanh mướt luôn mọi người. Rồi mình tiếp tục với con ong hơi già già, nó hơi đen đen mọi người, nhưng mà nó vẫn còn ngon nha. Đó, dù bỏ xuống mình táp luôn. Đó, 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 đó. Lên. Một em. Một em to, một em to. Rồi bây giờ mình sẽ quay cho mọi người xem cái con cá rô cây như thế nào nha. Rồi mọi người cùng theo dõi con cá rô cây của chúng ta nè. Đó, con cá rô cây nè mọi người. Biết tại sao mình gọi là con cá rô cây không? Đây. Tại vì cá này mùa nước mặn mọi người. Nó trời hổm trời mưa nó lóc vô cái dũng này nè. Nó sống trong đây nè. Nó ốm nhôm như một cái cây cho nên mình gọi là con cá rô cây. Đây, con cá rô cây nha mọi người. Nó rất là ốm luôn. Mọi người thấy không? Nè. Nó ốm rất là ốm. Mùa nước mặn này là nó rất là ốm mọi người. Tại dùng của mình là dùng nuôi tôm cho nên nước mặn nó rất là ốm. Tới mùa gần mặn lúa là nó sẽ mập. Mấy cái clip mình có làm câu mấy con cá rô mập mập mập, mấy cái clip trong kênh của mình, mọi người có thể vô xem mấy cái clip câu cá rô của mình nha. Là mấy cái clip đó là mùa nước ngọt nó rất là mập. Cho nên là bây giờ là chỉ gọi là ở đây là quê mình gọi là cá rô cây mọi người. Nó ốm như một cái cây này mọi người thấy không? Đó. Rồi mọi người đã biết con cá rô cây là như thế nào chưa? Đây. Cá rô đài á mọi người, bị đài á. Nó ốm nhôm nè. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ câu kiểu mới luôn mọi người. Nè. Đó, mình sẽ cầm cái nhỏ câu mình nhử luôn nha. Sát mé luôn, để coi có con cá nào ăn không nha. Đó, có em ghẻ mọi người. Rồi, hết mồi luôn. Rồi, mình tiếp tục mọi người. Giờ không cần cần câu nữa, câu bằng tay luôn, nó vẫn ghẻ. Đó. Dính một em luôn mọi người. Tuyệt vời, thấy chưa? Lên, 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 một em luôn. Rồi, bây giờ mình tiếp tục nữa nha. Đó, ghẻ luôn. Vừa bỏ xuống là ăn luôn mọi người. Đó, lên một em bự. Đó, một em cá rô cây bự mọi người. Đây nè, em này là chính xác cá rô cây luôn. Ốm hơn em hồi nãy mình quay cho mọi người xem nè. Đó, cá rô cây chính hiệu luôn mọi người. Đó, to ra chưa. Rồi bây giờ mình tiếp tục câu nữa nè. Đó, lại ăn mọi người. Rồi, dính cây luôn. Rồi clip của mình tạm dừng ở đây mọi người. Từ clip nãy giờ quay nó cũng rất là dài rồi. Hôm nay là mình muốn chia sẻ cho mọi người là câu cá rô cây như thế nào và con cá rô cây như thế nào cho mọi người biết. Câu bằng mồi ong nuôi dẻ nha mọi người. Đây. Nè, ong nuôi dẻ nè. Đó, mình câu cũng được khá nhiều à. Để mình quay đằng sau lại cho mọi người xem nha. Rồi đây mọi người nè, thành quả nãy giờ mình với mọi người cùng câu cá rô cây nãy giờ nè. Nó cũng được một mớ mọi người. Cái này chắc hơn nửa ký á. Đó, mà cá rô nó ốm mọi người. Nó bị đài ốm. Đó, clip của mình muốn chia sẻ cho mọi người xem giải trí hôm nay thì cách câu cá rô cây rồi câu bằng mồi ong nuôi dẻ. Rồi clip của mình tạm dừng nha mọi người. Mọi người xem clip thấy thú vị đừng quên để lại một like nha. Và comment ý kiến của mọi người bên phần bình luận video. Góp ý của mọi người để mình ngày càng
biết chỗ nào hay dở để mình làm những clip hay hơn để gửi tặng đến mọi người xem giải trí hàng ngày nha. Mọi người cũng đừng quên chia sẻ video của Hoàng Linh lên các trang mạng xã hội để nhiều người biết đến, ủng hộ Hoàng Linh hơn. Đó là động lực để Hoàng Linh làm thêm những clip hay để gửi tặng đến mọi người xem giải trí trong những giờ làm việc mệt mỏi nha. Rồi chào tạm biệt mọi người nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Hẹn gặp mọi người trong clip sau nha.